Xin được trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay Thảo Vân rất là vui khi lại có cơ hội để được chia sẻ với quý vị về một sản phẩm mà Vân thấy rất là tâm đắc với bản thân Vân trong thời gian vừa qua. Như tất cả quý vị các bạn cũng biết thì thật sự là một thời gian dài vừa rồi tất cả chúng ta đều chịu rất nhiều những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giống như Thảo Vân thì bình thường hết việc này đến việc khác, đi làm lúc nào cũng từ sáng tới tối, công việc cứ nối nhau và làm cho mình cảm thấy cuộc sống nó thật là vui vẻ, tuy có mệt nhưng mà nó rất là nhiều tinh thần, nhiều năng lượng. Tuy nhiên thì đến một cái giai đoạn giãn cách vừa rồi, quý vị cũng biết đấy, là chúng ta đều phải ở nhà, công việc rất là nhiều việc bị hoãn lại, bị đình lại. Và lúc đấy không hiểu quý vị các bạn cảm thấy nào, nhưng Thảo Vân đã từng có lúc rơi vào một trạng thái Vân có lẽ phải dùng từ trầm cảm mất. Suy nghĩ nhiều, lo lắng cũng nhiều, nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai. Và không biết là mọi người nào nhưng riêng Vân khi mà suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề gì đó thì có lẽ sẽ gặp phải một hiện tượng, đó là đau dạ dày lại tái phát. Vân thì vốn dĩ vẫn bị đau dạ dày, từ trước đến nay thì vẫn bị đau, và dạ dày thì các bạn biết rồi, nó là một bệnh không thể khỏi hoàn toàn được mà chúng ta chỉ có thể sống cùng với nó. Tuy nhiên sẽ nhờ rất nhiều những loại thuốc hoặc là sản phẩm hỗ trợ để chúng ta có thể làm dịu hoặc có thể giảm hẳn những cái cơn đau đó. Giống như Thảo Vân qua một thời gian rất dài vừa rồi đã đỡ rồi, nhưng mà đến khi lo nghĩ nhiều hoặc là chúng ta cũng cứ phải tâm tư nhiều thì đau dạ dày của Vân lại tái phát. Lại là những cơn đau âm ỉ, lại là những cơn đau nóng rát ở vùng thượng vị, rồi những cái lần trào ngược mà làm cho Vân rất là mệt mỏi. Ai mà đã từng bị dạ dày thì khi Vân tả những cái mô tả những cái biểu hiện này mọi người thấy giống mình ngay, đúng không ạ? Bởi vì nó không phải là quá đau đớn đến mức để mà chúng ta phải lăn lộn, nhưng thật sự nó làm chúng ta khó chịu. Có khi cả đêm mất ngủ, không ngủ nổi luôn, bởi vì cơn đau hoặc là cái cảm giác nóng rát nó cứ đầy ở cái khoang bụng, rồi trên vùng thượng vị, rồi có những cái cơn trào ngược. Nó thật sự làm ảnh hưởng tới Vân. Sau một cái giai đoạn giãn cách nhà, Vân gầy đi mất mấy cân. Mọi người cứ trêu là đáng nhẽ mọi người ở nhà chống dịch thì thường là chỉ có ăn với ngủ thôi thì phải béo ra, tại sao Vân lại gầy đi? Thế nhưng mà đấy, có lẽ cái đau dạ dày là một trong nguyên nhân không nhỏ làm cho Vân cũng bị gầy đi nhiều. Và có bệnh thì chúng ta phải nghiên cứu thôi. Vân thì cũng may mắn là các bạn cũng biết là Vân làm chương trình về sức khỏe ở trên VTV2, cho nên cũng có cơ hội để được gặp gỡ các bác sĩ, các chuyên gia. Cho nên khi mà Vân chia sẻ những cái bệnh tình của mình á, thì rất may mắn là Vân được giới thiệu về một sản phẩm mà hôm nay Vân muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây là một sản phẩm mà khi được giới thiệu Vân cảm thấy tin tưởng ngay. Nó có một vài lý do. Trước hết, đây là một nghiên cứu của thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng. Và cái quan trọng hơn cả đó là khi Vân đọc thấy thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm này là Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ Truyền Tuệ Tĩnh thì Vân hoàn toàn yên tâm. Đây vốn là nơi đã cho ra đời rất nhiều những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, rất nhiều những sản phẩm thuốc mà đều từ những cái thảo dược của chúng ta làm ra. Nó cực kỳ tác dụng với rất nhiều loại bệnh, mà quan trọng hơn cả đấy là những cái tác dụng phụ nó không hề gây ảnh hưởng. Thì khi Vân thấy có hai yếu tố đó là Vân hoàn toàn yên tâm rồi. Nhưng có một điều nho nhỏ Vân cũng phải nhắc luôn để các bạn cũng phân biệt. Đây là Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ Truyền Tuệ Tĩnh, không phải là bệnh viện Tuệ Tĩnh hay là không phải là một đơn vị nào khác, mà đây là nơi luôn luôn để nghiên cứu cho ra đời những cái sản phẩm rất là hữu ích, rất là tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Thế và các bạn biết không, đến khi mà Vân được giới thiệu và sau đó thì Vân tất nhiên là phải sử dụng ngay rồi, bởi vì mình được giới thiệu bởi vì những chuyên gia uy tín mà. Thế và ngay cả khi mà các bạn có thể cầm cái sản phẩm trên tay, thêm một cảm giác yên tâm nữa. Nó làm rất là cẩn thận, được sản xuất bởi cái nhà máy đạt chuẩn quốc tế. Các bạn nhìn thấy này, một cái vỉ thuốc, một cái vỉ sản phẩm, bao bì rất là đẹp, rất là rõ ràng và có tem có mác, sản phẩm có tem có mác chống làm giả, có tem kiểm định của Bộ Y tế. Thì thật sự là mình cảm thấy là không còn gì để phải lo ngại nữa. Và Vân được khuyên là dùng mỗi một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, tức là một ngày chúng ta uống 4 viên. Sau khoảng thời gian 2 tháng, thật sự với quý vị các bạn là tất cả những cái triệu chứng mà trước đấy Vân gặp nó đã gần như là biến mất, gần như biến mất. Vân không còn bị những cái buổi tối đêm nằm gọi là vật vã bởi vì không ngủ nổi nữa. Những cái cảm giác đau nóng rát ở vùng thượng vị không còn nữa, trao ngược cũng hoàn toàn không xảy ra nữa. Vân cảm thấy cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Và cái quan trọng nhất nó là đây, được sản xuất như thế này và bằng viên nang, vừa tiện lợi, vừa dễ uống. Và quan trọng nhất đấy là có đi đâu nữa, thỉnh thoảng có việc phải chạy về quê xa vài ngày hay gì đó thì chúng ta chỉ việc mang theo 1-2 vỉ rất là thoải mái, rất là tiện dụng. Và Vân thấy đây cũng chính là một trong những ưu điểm của việc mà kết hợp những y dược cổ truyền với công nghệ hiện đại, đúng không ạ? Nếu như ngày xưa mà chúng ta lại cứ phải mua cái này một chút, cái kia một chút về sắc nấu nướng chắc là ai cũng bỏ hết, không đủ cái sự kiên trì để mà làm, hoặc là chúng ta không thể làm chính xác được. Nhưng bây giờ thì không chỉ là được sản xuất bởi công nghệ hiện đại mà chính là do công nghệ hiện đại giúp chúng ta có những cái phần trăm chính xác của từng loại thuốc, từng loại thảo dược, thì nó giúp cho tất cả các cái vị đó được tổng hợp lại với nhau thì tạo nên một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng cho bệnh của chúng ta. Cho nên những ai mà bị viêm dạ dày, viêm loét dạ dày này, những ai mà bị đau nóng giáp vùng thượng vị này, trào ngược dạ dày này, những ai mà có cái nguy cơ mà bị viêm loét tá tràng này, thì chúng ta hãy đừng ngần ngại, hãy cùng với Vân, các bạn cứ thử xem. Tất nhiên Vân không thể hứa với các bạn là dùng đi các bạn sẽ khỏi hoàn toàn, Vân không thể hứa như thế, nhưng với một người đã sử dụng như Vân và Vân thấy nó có những tác dụng rất là hiệu quả thì Vân muốn giới thiệu sản phẩm này đến mọi người. Sẽ thật là tiếc khi chúng ta có những sản phẩm tốt, có những sản phẩm hay mà lại không được nhiều người biết đến để mà chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình, cho người thân trong gia đình, cho bạn bè của mình. Bởi vì thật sự trong cuộc sống này sức khỏe là số 1, các bạn công nhận với Vân không? Sản phẩm này thì được sản xuất từ cao thảo dược khô, cho nên là quý vị các bạn yên tâm có thể sử dụng trong một thời gian rất dài mà không bị ảnh hưởng gì về chất lượng được đảm bảo hoàn toàn. Sản phẩm Mộc Tỳ Vị này với những cái thành phần của thảo dược được chiết xuất từ cao thảo dược khô, nó mang lại cái giá trị và tác dụng cũng như thành phần của nó gần như là gấp đôi so với những sản phẩm mà trước đây Vân đã từng giới thiệu đến quý vị các bạn. Vì thế cái hiệu quả của nó đối với những bệnh mà chúng ta gặp phải nó cực kỳ cao và nó an toàn. Chúng ta có thể đọc thấy những cái thành phần làm nên cái sản phẩm Mộc Tỳ Vị như là chè dây, bạch linh, cam thảo bắc, hậu phác, chỉ thực, bạch thược, đều là những loại thảo dược, đều những loại thuốc nam cực kỳ quý mà quý vị có thể tra ra tác dụng loại thuốc này luôn, và lại được làm với lại một cái thành phần rất là cao, rất là nhiều, cho nên quý vị các bạn có thể thấy là cái tác dụng mà nó chữa trị những cái bệnh của mình, những cái dấu hiệu bệnh mình hoặc là những cái triệu chứng bệnh của mình rất là tốt. Và như các bạn cũng biết rồi, thường thì những sản phẩm mà được làm từ thảo dược thì gần như không có tác dụng phụ. Trong quá trình chúng ta sử dụng có thể sử dụng trong một thời gian dài để chữa bệnh của mình mà không gặp phải bất cứ một tác dụng phụ nào. Đấy cũng là một điều cực kỳ tốt và rất là ưu việt của những sản phẩm từ thảo dược. Và những ai mà bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng hay bị vi khuẩn HP hay là bị trào ngược dạ dày, nóng rát vùng thượng vị, muốn được tư vấn để có thể khỏi bệnh, hãy gọi lên tổng đài của chúng tôi để có hai điều: một là để hướng dẫn sử dụng và hai là được hướng dẫn mua hàng chính hãng, không mua phải hàng nhái, hàng giả. Rất mong quý vị và các bạn hãy cùng chia sẻ điều này tới bạn bè của mình cùng với Thảo Vân nhé.